Rồi, đang thi hành rồi.
Để tôi cùng vào lớp. Mọi người ơi, mọi người ơi, 3 phút nữa. Ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, nói gì đi mọi người ơi. Mua ngay mọi người ơi, mọi người ơi. Lùn ơi, lùn ơi, lùn ơi. Không ngồi cùng anh à, lùn ơi. Lùn ơi. Lùn ơi, lùn ơi, lùn ơi. Thằng lùn kia. Lùn. Lùn ơi. Dạ. Ra đi ngồi cùng anh. Mọi người ơi, mọi người ơi, nói gì đi mọi người ơi. Mọi người nói gì đi mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi,
Một phút nữa không? Mọi người ơi, 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 mọi người ơi. Chưa đến số 6, à qua số 6 mới vào lớp nhưng mà chưa đến số 6 đã nghỉ rồi. Đâu? À, chưa đến số 12 đã nghỉ rồi. Học kéo được bạn. Được. Con thấy đường mở trên đấy người ta có mấy giờ. Mấy giờ là nghỉ vừa vào lớp ấy. Cô chạy này. Vào lớp đi. Chưa ạ. Cứ ngồi đi, để con nhắm này đi. Có cái giờ, có cái dây ở trên đấy ấy, khi nào được 30 phút thì là sẽ tắt. Như thế. Ôi, mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Trời ơi, anh em nói gì đi? Đậu xanh, đậu đỗ, đậu đỏ, đậu liên, đậu Hà Lan, đậu châu Á. Đậu rau má. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Cố lên nào mọi người ơi, mọi người ơi, nào mọi người ơi. Chứ còn gì nữa mọi người ơi. Xe ban bắt đầu rồi nha, đừng ai nói. Vào đây, đừng ai nói. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you today? I'm good. And you? I'm good too. Well, now we get back to our lesson today. Do you remember in the pivot lesson I asked you to make like 5 sentences? Còn nhớ là buổi trước mình nói, nói là về tập về nhà của mình sẽ là làm 5 câu hỏi. Do you remember? Yes. Okay. So, 5 questions about something you did last month. What did you do and when did you do it? So, actually, mình nên nói câu nào. Một là hạn chế. No, I mean, không, nhất là cái bài của mình là không phải là cái bài tập trung về tập về nhà đâu. Bám trước buổi cuối có một cái phần là write about something you did last month. Phần cuối của cái bài 12 ấy, vừa nói là bạn về nhà bạn đặt cho mình 5 câu ở thì quá khứ về một hành động bạn đã làm và thời gian bạn làm hành động đó. Nhớ không nào? Hmm? Sorry. Là cô. Ok rồi. Thế thì về nhà làm phần này nhá, hôm sau mình sẽ kiểm tra bù nhá. Xem lại phần cuối phần 6 của bài 12. Write about something you did last month. What did you do and when did you do it? Ok? Yeah. Nhớ nhá, ghi nốt lại cho mình nhá, không để quên nhá. Rồi, thế thì bây giờ là phần homework. Trong phần mình đã làm trong phần bài tập bài 12 bạn làm cho mình à? Một là hạt. Hai là February. Ba là brought. Bốn là gave. Năm là made. Có hai cái phải là February không nhỉ? Mình nhầm mà. Năm là động, hai là động từ come cơ mà. À, came. Yeah.
Rồi, bạn có cái phần bài không, đọc lên cả bài cả đoạn văn cho mình nào. Ruby had a birthday party in February. A lot of friends came to the party. They brought food, drinks, and presents. Dan gave Ruby a wallet for his birthday. Emma didn't bring a present because she made a very big cake for Ruby. Good. Okay, so get back to our lesson today. But first, mình sẽ có một đoạn văn kể về gọi là một cái chuyến du lịch của bạn gái trong bức tranh này. Và đầu tiên mình sẽ đọc trước để xem nội dung của bài là gì. Sau đó mình sẽ nghe và đoán xem từng hành động này được diễn ra vào ngày nào. Và phần này chủ yếu mình nghe tập trung để mình đoán được cái ngày mà bạn ấy làm cái hành động đó. Đội đầu tiên mình đọc trước nhá. Vâng. Bạn đọc cho mình nào. I went to gala and met my my relative from Africa for the first time. I went to Kakum Nature Park and saw beautiful giant butterflies. I went to a soccer game in Accra. Galas love soccer. I danced and sang soccer songs with my friends. Ghanaian nghĩa là nhớ cái phần Ghana là đất nước Ghana và Nian này là người Ghana, thêm phần phân đuôi Ian là người Ghana. Next. I went to the loft of gala. I saw the giant baobab trees and ate some baobab fruit. But I didn't like it. I went to lay photo and sit in a nhớ. Từ này đọc là gì ạ? Cái từ này đọc là Pyrrhus. A type of boat is was called. Next. We had a party. My African friends gave me a lot of presents. Come back soon, they say. I cried at the airport. I cried. At the airport. I came back home. I brought lots of presents for my mom, dad, and brother. It was a great week. Experience. Vâng. Rồi ok. Rồi bây giờ bạn dịch cho mình xem nào. Và có một số từ mình sẽ nói lại cho bạn một số từ mà mình cần phải đọc nhé. Từ relative. Bạn biết từ này nghĩa là gì không? Nghĩa là quan hệ. Relative quan hệ. Là họ hàng. Là kiểu họ hàng ấy. Họ hàng của mình ấy. Relative.
relative họ hàng nội tiết right này nghĩa là khổng lồ, nó bằng với kiểu very very big, bằng với very rất rất to, very very big, nó là khổng lồ nhá. Rồi and yours that's what I'm saying. Tiếp rồi bao bắp, bao bắp chu, bạn đã bao giờ nghe được cái cây này chưa? Chưa. Cái cây này thì nó không, nó là loại cây mà rất nổi tiếng, nghĩa là rất là kiểu phổ biến ở châu Phi ấy. Nghĩa là mình về nhá, mình search, bạn nhìn cái bức tranh rồi bạn đoán ra được cái cây bao bắp là cây gì, chắc là mình nhìn thấy rồi, mình có cái video là gì đấy. Thì cái cây này là loại cây tên mình đọc tiếng Việt ra ấy cũng là bao bắp, bao bắp, đây là bao bắp tree, loại cây ở châu Phi. Parrot. Parrot này bạn biết nó nghĩa là gì không? Không, không từ này lặp đúng không? Parrot này là một loại, nghĩa là nó ở đây trong bài có nói này, a type of bird, là một loại, gọi là một dạng, một loại thuyền ấy, một loại thuyền nhỏ. Parrot nó cũng là một dạng thuyền, có rất nhiều loại hình khác nhau, đây là một loại tôi gọi là parrot. Con này khá nhiều từ mới, khó. What experience? Experience này biết là nghĩa là gì không nhỉ? Present đó cô. No, experience. Không. Experience này nghĩa là kinh nghiệm. Rồi. Then experience. Rồi bây giờ bạn dịch cho mình bạn này từ đầu nào. Tôi đến đất nước Ghana và gặp được nhiều họ, gặp được họ hàng của tôi. Từ châu Phi, từ châu Phi cho ngày đầu tiên, ngày đầu tiên, qua là nghĩa là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi gặp được họ hàng của tôi ở châu Phi. Tôi đến công viên Kakum và nhìn thấy một con bướm rất là đẹp và lớn. Đấy nhá, công viên quốc gia National Park, National là quốc gia nhá. National là quốc gia và ở đây không phải là một con bướm nhá, bạn mình nhìn xuống nhiều này, rất là nhiều loài bướm khổng lồ và đẹp. Đó, tiếp. Tôi đến trò chơi bóng đá ở Accra. Người Ghana rất là thích bóng đá. Tôi nhảy và hát. Tôi nhảy và hát bóng đá với những người bạn mới của tôi. Tôi nhảy và hát những bài hát bóng đá, nhảy những bài hát về bóng đá. Tôi đến miền Bắc của Ghana. Tôi nhìn thấy một cây bao bắp khổng lồ. Phần một mà nhiều nhá, mình lại nhìn xuống nhiều này. Trees, nhiều cây bao bắp khổng lồ. Và tôi ăn những quả bao bắp
nhưng tôi không thích chúng. Tôi đến hồ Vota và đi một cái thuyền, kiểu như là thuyền thuyền này trở lại như là kiểu như là thuyền đó là thuyền hai buồm ấy, nó có mình không hiểu về cái thuyền đó, là kiểu như là cái thuyền có hai buồm, hai cánh buồm ấy, gọi là pirate. Nó thật là tuyệt đúng không? Rồi tiếp. Chúng tôi có một bữa tiệc. Các bạn người African, người châu Phi, người châu Phi tặng tôi rất nhiều quà. Tặng tôi rất nhiều quà. Và họ nói hãy quay trở về sớm. Tôi khóc ở sân bay. Tôi đã về nhà, tôi đã mang rất là nhiều quà đến cho bố, mẹ và anh trai của tôi. Đó là một chuyến đi rất nhiều kinh nghiệm. Rất là nhiều kinh nghiệm. Ok, rồi bây giờ nhá, mình vừa đọc xong mình hiểu về cái nội dung này rồi. Thì bây giờ mình sẽ nghe xem là nhá, đầu tiên này, ngày đầu tiên họ đã làm gì. Bây giờ mình nhiệm vụ của mình là write the date, nghĩa là với những cái hành động này thì họ sẽ làm gì nhá. Thì mình nhớ nốt lại nhá, vào ngày nào. Cái này là nghe về thứ ngày tháng đấy. Track B 25, page 75, activity 10, read, then listen, and write the date. When did you go to Ghana? Well, I went in August. I arrived on August 1st. Bạn nói là bạn I went in August, tôi đến vào tháng 8. Và cái ngày đầu tiên, on first, I went to Ghana. Thì là, đấy, cái ví dụ mình vừa nghe đó là ngày đầu tiên bạn đến Ghana vào ngày 1 tháng 8. Bây giờ xem là hành động tiếp theo là bạn đến vườn quốc gia này, rồi bạn nhìn thử bướm này, rồi bạn đi thuyền vào ngày nào nhá. Very exciting. I met my relatives from Africa. Where did you go in Ghana? Well, on August 3rd, I went to Kakuma National Park. What did you see there? I saw some amazing animals. The giant butterflies, for example. Very beautiful. Very, very big butterflies. Then, on August 5th, we went to an animal. The giant butterflies, for example. Very beautiful. Very, very big butterflies. Then, on August 5th, we went to a soccer game in Accra. Ghanaians love soccer, and they are very good at it. I danced and sang soccer songs with my new friend. Then, on August 10th, I went to the north of Ghana to see the giant baobab tree and ate some baobab fruit, but I didn't like it. On August 22nd, I went to Lake Volta and sailed in a pirogue, a type of boat. It was cool. What did you do before you came home? On August 28th, we had a party. My African friends gave me a lot of presents. Come back soon, they said. I cried at the airport. When did you come back? I came back on August 30th. I brought lots of presents for my mom, dad, and brother. It was a great experience. Bạn đi đến vào she went to Kakum National Park when? Ngày nào nhỉ? Third. Very good. Rồi, she went to a soccer game in Accra. Fourth. Đúng chứ? That is it. Ngày thứ 5 nhất là ngày 4. Ngày 5. Yeah. Rồi, ngày 10 thì bạn đi đến North Ghana. And how about let water? Ngày nào? 22nd. 22nd, very good. Right. How about party? 28th.
When did she come back home? 30. 30, very good. Hold up. Okay. So the next part. Oh, look at activity 1, ask and answer. Đầu tiên, mình sẽ hỏi là mình sẽ dựa vào cái bài mình vừa học nhá, và mình sẽ đặt ra một số câu hỏi. Và ở đây mình có bạn có lời gợi ý là có chủ ngữ là she và có động từ. Và bây giờ bạn nhớ lại cái nội dung mà mình sẽ hỏi và bạn trả lời nhá. Vâng. Ok. When did she meet her related? When did she meet her related? Khi nào cô ấy gặp họ hàng của cô ấy nhỉ? Ngày bao nhiêu ạ? On third. Mình trả lời đầy đủ là she met her relatives. Her relatives on August 3rd. Very good. Okay. Next. What did she think? What did she think? Ôi, thấy gì nhỉ? When did she... When, so what did she see? See shore, beautiful giant butterflies. Right. Very good. So when did she see giant butterflies? When? She saw beautiful giant butterflies on August. Third, okay. When did she dance? When did she dance? She danced on August 5th. Thì không phải là phi nhá. She danced on August 5th. Nhá. She nhá. Rồi nào. Yeah. Okay. When did she sing? She sing on August 5th. Quá khứ của từ sing là gì nhỉ? She sang on August 5th. Very good. Thế, when did she eat baba food? When did she eat baba food? She eat baba food on August 10th. Có phải là ít không nhỉ? Quá khứ một từ ít lần nhỉ? Đây là một... She ate baobab fruit on August 10th. 10th. Yeah, very good. When did she come back home? When did she... came back home. She came back home on 30. On 30. On August 30. On August 30. What did she bring back? What did she bring back? What did she bring back? Cô ấy mang cái gì về nhỉ? She bought not a present. She brought, không phải là brought nhá. Bring quá khứ của nó là brought. She brought a lot of presents. Có rất nhiều cái gọi là. Nó đọc lại đây nhỉ? She brought lots of presents. A lot of presents, yeah. Không phải lot of,
lot nhá, có hai cách để viết này. Mình có từ a lot là nhiều, hoặc là viết tắt, hoặc ngắn đi, tức là lot of. Nếu mà có lot of thì phải là lot of, có s, mà không sẽ là a lot of. Là hai cách để viết nhá. Vâng. Rồi. Không được. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có một bài nghe. Bài nghe tiếp theo là mình có này, một số đất nước, đầu tiên mình có place, địa điểm. Thứ hai là mình có ngày tháng, và thứ ba là activity. Thì mình sẽ xem là vào cái ngày này ở đâu và người ta đã làm hành động gì. Ok? Yeah. Rồi, bạn tranh thủ đọc qua cái nội dung đi. Trong quá trình bật băng thì bạn đọc qua nội dung cho mình xem là nói về cái gì. Rồi ạ. Rồi ạ. Thế. Track 22, page 61. Activity 10. Listen, and write the dates. Last year, my family went on a long vacation. We went to China first. We arrived in Shanghai on July 5th. We went on a boat and saw a lot of tall buildings. On July 9th, we went to Beijing. We walked on the Great Wall of China. We walked for about an hour. The wall is very strong and very long. On July 14th, we went to Korea. We went to Seoul and met the new pool at the top. It was a really great vacation. Track 42, page 61, activity 10. Listen and write the dates. Last year, my family went on a long vacation. We went to China first. We arrived in Shanghai on July 5th. We went on a boat and saw a lot of tall buildings. On July 9th, we went to Beijing. We walked on the Great Wall of China. We walked for about an hour. The wall is very strong and very long. On July 14th, we went to Korea. We went to Seoul and met some new friends. We had a party and they gave us some presents. On July 19th, we said goodbye to our new friends in Seoul and went to an island. We stayed on a beach. It was really fun. On July 23rd, we were in Japan. We saw a temple and ate a lot of fish. On July 25th, we took a fast train to Mount Fuji and climbed to the top. It was very hot at the start. But cool at the top. Okay. Number one. When did they go on a boat and see a lot of tall buildings? When? Đọc nó bán à cô? Ừ, yeah. On July 1st. Mình nghe lại nhá. Track 42, 61, activity 10. Listen and write the dates. Last year, my family went on a long vacation. We went to China first. We arrived in Shanghai on July 5th and saw a lot of tall buildings. Ngày mùng 5 tháng 7. Họ nói là we arrived Shanghai first on 5th of July. Ngày mùng 5 tháng 7. July 5th. Rồi, tiếp.
Next one. On July 9th. 9th? Oh, yeah. The second one, 9th. The third one. Thứ ba là gì nhỉ? Thứ ba, on July 14th. 14th, yeah. Rồi, thứ tư. On July 19th. 19th, yeah. Yeah. On July 21st. 23rd, yeah. 23 nhá. And on July 25th. 25th, okay, good. Rồi, bài tập về nhà của bạn là 5 câu ngày hôm trước. Và phần này, look at activity and write. Ở đây vẫn còn thiếu một số những cái từ, nghĩa là thiếu ngày ấy. Mình sẽ điền nốt ngày vào và đặt gọi ba lên, đằng sau mình sẽ kiểm tra nhé. Okay. Rồi, hôm nay mình ở đây nhé. Okay. Bye bye. Đấy, và 5 câu nói, kể cả lúc đấy không ấy thì con nói thì sao? Nhưng cô có bật bài đấy đâu. Ô, cô nói là cái bài về viết 5 câu. Viết 5 câu nói về những cái hoạt động của tháng trước con làm gì. Tháng trước con về quê, tháng trước đi tắm biển, tháng trước đi đâu đấy. Tự nói được chứ sao mà lại về đấy, một lần ra. Thì lúc đấy con bảo sao đây em quên rồi. Quên rồi thì làm luôn, lúc đấy tự làm thì sao phải quên rồi, quên chưa? Bây giờ cô phải nghĩ ra. Cô, hay ngày mai con chủ động hỏi cô là hôm nay cô có khỏe không? Sao cô hỏi con? Phải hôm nào ốm ốm thì nói chuyện với cô. Ngày nào mình cũng ăn vuốt, ăn khai, ăn sâu sâu. Mãi thì mình cũng thấy chán cả. Thì con, ví dụ con bảo là con là ho ho, ăn hắt xì hơi, con bị ho, con xì tô mắt ếch đấy. Xong một thể. Uống dầu tỏi đi. Mở, quá vô lý. Nếu mình bị đau như thế thì học làm gì đúng không? Con khỏe, con nói là con khỏe, sao mà phải xì tô mắt ếch làm gì? Xò tô mắt ếch. Ô vợ, sao vẫn vào được lớp nhỉ? Học được tiếp à? Sợ cô mắc ếch. Bố dung và cứ dựng muốn dạy thêm đá.
Wow.